Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Lâm Hà đã giải quyết việc làm cho trên 900 lao động, đạt 50% kế hoạch đề ra. Địa phương đã triển khai nhiều chính sách, tập trung đào tạo và giải quyết việc làm tại chỗ thông qua các mô hình may, đan, cơ khí, trồng và chăm sóc cà phê, sản xuất rau hoa công nghệ cao, chăn nuôi. Bên cạnh đó, huyện còn tạo môi trường thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm thông tin thông qua các phiên chợ lao động, mở hướng đưa các lao động đi làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình người lao động. Năm 2015, huyện Lâm Hà phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Với kết quả như trên, từ nay đến cuối năm, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm của địa phương sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.